Liên quan đến thông tin có nhiều trường hợp chỉ uống siro, nước hoa quả vẫn vi phạm nồng độ cồn, sáng 22 tháng 2, tại hội nghị thông tin công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đầu năm 2023, Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, hiện nay ngưỡng xử lý vi phạm nồng độ cồn đã được quy định rõ trong Nghị định số 100 và các quy định hiện hành. Cụ thể, theo Thiếu tướng Lê Xuân Đức, những trường hợp uống nước hoa quả, siro rất hạn hữu. Quy trình xử lý nồng độ cồn, Bộ Công an đã tham khảo kinh nghiệm quốc tế, tham mưu các cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế, các bộ ngành có liên quan, tuân thủ theo luật và những quy định hiện hành. Để xác định người vi phạm nồng độ cồn, ngoài việc thực hiện theo nghiệp vụ, lực lượng chức năng sẽ đo theo hai mức, đo định tính trước sau đó mới đo định lượng. Chính vì vậy, gần như là khi không có trường hợp nào bị xử lý sai về kết quả nồng độ cồn. Về thực hiện kiểm tra theo chuyên đề nồng độ cồn, từ ngày 15 tháng 11 năm 2022 tới ngày 5 tháng 2 năm 2023, lực lượng chức năng đã xử lý 117.381 trường hợp, phạt tiền 543 tỷ 255 triệu đồng. So với cùng thời kỳ, xử phạt tăng 20.804 trường hợp. Cũng tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Xuân Đức cho biết, việc tăng cường xử lý vi phạm về nồng độ cồn đang được chính phủ, nhân dân rất ủng hộ. Việc này nâng cao ý thức của người tham gia giao thông cũng như là góp phần giảm mạnh những vụ tai nạn giao thông. Động thái này được triển khai quyết liệt sau khi nhận chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc cần lập lại trật tự kỷ cương về an toàn giao thông. Thưa quý vị, những ngày vừa qua, lực lượng cảnh sát giao thông trên cả nước triển khai chiến dịch xử lý vi phạm về nồng độ cồn, giảm các vụ tai nạn giao thông liên quan đến bia rượu. Nhiều người cho rằng là khi nồng độ cồn trong máu ở trong ngưỡng là 10,9 mmol trên 1 lít sẽ được coi là mức độ cho phép và được coi là cồn tự nhiên trong cơ thể. Tuy nhiên thì đại diện về phía Bộ Y tế lại bác bỏ cái hiểu này. Liên quan đến vấn đề này, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Y tế Trần Thị Trang cho biết hiện nay các văn bản quy phạm pháp luật không có quy định về cồn tự nhiên trong cơ thể. Hiện Bộ Y tế chỉ có quy định về sự phân loại các mức ngưỡng nồng độ cồn tương ứng với mức độ biểu hiện ảnh hưởng sức khỏe, tính mạng theo chuyên môn y tế. Theo đó, mức dưới 0,9 mmol trên lít biểu thị kết quả có nồng độ cồn trong máu, nhưng ở mức nhỏ hơn 50 mg trên 100 ml máu, không đồng nghĩa với cách hiểu cho phép trong máu có cồn dưới 0,5 mg trên ml máu hay coi đó là cồn tự nhiên trong cơ thể. Cũng theo bà Trang, Luật Giao thông Đường bộ năm 2008 đã quy định cấm điều khiển xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn và đã áp dụng ổn định trong 10 năm trước khi có luật phòng chống tác hại của rượu, bia được ban hành. Theo cả hai luật này, thì người điều khiển phương tiện giao thông khi trong máu có nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở đều là vi phạm. Thưa quý vị, hiện nay đang có nhiều tranh cãi cho rằng việc phạt nồng độ cồn từ 0 của cảnh sát giao thông là cứng nhắc và không hợp lý. Bên cạnh yếu tố về sai số từ thiết bị còn có rất nhiều nguyên nhân khác, từ thực phẩm lên men, thức ăn nhiều đường có thể dẫn đến việc có nồng độ cồn trong máu. Theo thống kê của WHO, trên thế giới hiện chỉ có khoảng 20 nước áp dụng mức giới hạn nồng độ cồn là 0%, cứ có cồn là bị phạt. Và số này phần lớn là ở những nước quốc gia Hồi giáo, những nơi thường cấm buôn bán và tiêu thụ rượu. Số ít còn lại là Brazil, Hungary, Paraguay, Romania, Slovakia, Uruguay và Việt Nam. Vi phạm về nồng độ cồn là một trong những vi phạm phổ biến nhất trong các vi phạm về giao thông. Dù các mức chế tài xử phạt đã tăng mạnh, lực lượng cảnh sát giao thông không phải lúc nào cũng ở trên đường, nên có uống rượu bia cũng hên xui mới bị phát hiện. Suy nghĩ này khiến cho nhiều người, dù biết rõ quy định về vi phạm nồng độ cồn, song vẫn vi phạm, ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đường 30 tháng 4, phường 11, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, lúc 19 giờ 45 phút. Người điều khiển mô tô này bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn. Mức cồn đo được 0,852mg trên lít khí thở, vượt mức cao nhất là 0,4mg trên 1 lít khí thở và bị phạt kịch khung 7 triệu đồng. Khi biết phương tiện của mình bị tạm giữ, người vi phạm liên tục xin lỗi và khóc lóc viện nhiều lý do để xin lực lượng chức năng bỏ qua như chỉ là dự sinh nhật, từ quê vào phải ở trọ, con còn nhỏ, quãng đường đi làm xa. Nhưng sau khi biết năn nỉ cũng không có tác dụng, người vi phạm lập tức đổi thái độ. Trong lúc em chạy bình thường mà bác lại bắt lỗi em. Thôi nồng độ cồn làm gì? Em biết là em nhậu sai rồi.
Nhưng bác vì đồng tiền, bác muốn lấy cái đồng tiền đó để bác về trang trải cuộc sống của bác. Người ta là xin rồi, người ta biết sai rồi, người ta nhận lỗi rồi, đời mấy thằng bây đi dùng đất hết. Một trường hợp cũng bị phạt kịch khung. Người vi phạm hết sức hợp tác và ký biên bản, thậm chí còn gọi FaceTime với người nhà để thông báo về việc mình bị phạt. Nha, muốn phải chịu với mình phải chấp hành đi, đỡ là mình phải chấp hành đi. Nha, rồi là tao 2 năm rồi. Hôm nay là anh có tiệc hay sao mà uống? Không, có mấy anh em lên chức thế là uống chứ này này, uống 2 lon bia chứ này này mới đi làm. Giờ là đợi vợ đón về hay sao? Đúng rồi, đến vợ đến chở thì xe đưa lên xe kia rồi. À. Thì mình uống thì mình phải chấp hành, nếu mà mình vui thì mình uống, nếu mà đúng mà mình phạm thì mình phải chịu vậy thôi. Chấp nhận luôn. Vẫn biết nhưng mà không thể từ chối, thế cạn thế bây giờ biết làm sao? Chỉ trong 2 giờ, tại hai chốt kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến đường 30 tháng 4, Công an thành phố Vũng Tàu phát hiện và lập biên bản 15 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Theo thống kê, trong quý 1 năm 2022, trên địa bàn thành phố Vũng Tàu xảy ra 34 vụ tai nạn giao thông. 13 vụ trong số này là tai nạn nghiêm trọng, làm chết 13 người, bị thương 24 người. Qua phân tích hồ sơ tai nạn giao thông, phần nhiều những vụ tai nạn nghiêm trọng có liên quan đến người tham gia giao thông sử dụng đồ uống có cồn. Do vậy, duy trì thường xuyên các chuyên đề xử phạt vi phạm nồng độ cồn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện nhằm góp phần nâng cao hơn ý thức người tham gia giao thông, kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông. Thưa quý vị, sau Tết Nguyên đán thì tình trạng người dân sử dụng rượu bia nhưng vẫn tham gia giao thông tiếp tục tái diễn và với chiều hướng phức tạp. Vâng ạ, nhằm giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông liên quan đến bia rượu. Và thời điểm này thì công an các địa phương đang tích cực triển khai các chuyên đề xử phạt vi phạm nồng độ cồn, xử lý nghiêm minh và không nhân nhượng với các trường hợp lái xe trong tình trạng say xỉn. Ghi nhận của nhóm phóng viên tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Từ trước tới nay, Công an thành phố Vũng Tàu chưa lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Lê Hồng Phong. Thế nên khi công an bất ngờ triển khai chuyên đề kiểm tra trên tuyến đường này, nhiều người đã bị phát hiện vi phạm. Mình cũng thấy tai nạn đa số từ rượu ra mà. Tôi cũng biết nhưng tại vì cái này nó mình về mình đi đường về làm em gọi uống ly à. Hiếm có buổi thực hiện chuyên đề xử phạt nồng độ cồn nào diễn ra suôn sẻ thuận lợi. Khi đã có rượu bia, người vi phạm không kiểu này thì kiểu khác đều tìm cách lảng tránh, viện dẫn đủ lý do để biện minh cho sai phạm, khiến cho công tác xử lý kéo dài và áp lực. Như trường hợp người vi phạm này, sau khi được dừng xe, đo nồng độ cồn, người vi phạm được lực lượng chức năng mời về bàn lập biên bản nhưng lại quay đầu bỏ đi. Mình đi rồi là chốt làm việc, chốt mình ở hướng bên này. Yêu cầu anh về chốt mình làm việc. Chào anh. Dạ không, chào anh. Anh vui lòng cho công an thành phố kiểm tra nồng độ cồn. Em không, không, không. Với anh thổi một hơi dài. Anh uống bao nhiêu? Anh uống một non không muộn. Không. Không ảnh hưởng gì. Anh cứ hợp tác là không, không. Em không chống đối gì ở đâu. Anh đối nhưng mà. Không phải nói là anh chống đối. Anh không chấp hành, cái đối không chấp hành thử nồng độ cồn mặc dù anh không có. Nhưng mà chúng tôi yêu cầu anh không chấp hành, không, anh xử lý nặng hơn là... Anh, vì anh muốn đi toilet đây này nên là... Mời chị ra ngoài, tôi làm việc. Em nói với anh là em nhận lỗi. Mời anh hợp tác. Em mời anh hợp tác. Mời anh hợp tác. Chỉ trong 2 giờ lập chốt, lực lượng công an thành phố Vũng Tàu đã phát hiện và lập biên bản 8 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong đó có 5 xe ô tô, 3 xe mô tô. Thực tế ghi nhận thời gian qua trên địa bàn thành phố Vũng Tàu cho thấy nhiều người điều khiển ô tô vẫn vi phạm quy định, đã uống rượu bia, không lái xe. Các trường hợp này đa phần di chuyển đoạn đường ngắn trong đô thị, không đi đường dài. Chúng tôi triển khai thực hiện kiểm tra nồng độ cồn, để qua đó cũng để đánh thức tỉnh mọi người khi tham gia giao thông phải tuyệt đối chấp hành các cái quy định của luật giao thông đường bộ. Và qua đó cũng để coi như là kéo giảm tai nạn giao thông có liên quan đến nồng độ cồn trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Xử phạt nghiêm người vi phạm nồng độ cồn cũng là giải pháp nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định về an toàn giao thông,
nhất là đối với các hành vi liên quan đến việc lạm dụng bia rượu trong khi tham gia giao thông.